Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2023. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người là kết nối cái BMS xếp lót mẫu mới của bên em đang cung cấp với máy vi tính và điều chỉnh các cái thông số của nó phù hợp với cả cái bộ pin của mọi người nhé. Cảm ơn những bác mà đã tin tưởng và mua hàng của bên em đã sử dụng cái BMS của xếp lót này. Thì hiện tại thì cái BMS này bên em cũng đang bán rất nhiều và cũng đang sử dụng cho ứng dụng cho cái bộ pin của bên em đang sản xuất đây. Ví dụ đây là bộ pin của bên em đang sản xuất này. Đấy. Ở đây nó có ghi cực âm cực dương, công tắc tắt bật này. Đấy. Và đây các cổng gồm có đèn báo dung lượng này, cổng dip switch để kết nối giữa các bách pin với nhau, cổng can để giao tiếp biến tần loop power, biến tần diode và cổng bát com để kết nối giữa các bách pin với nhau và để kết nối máy tính. Kết nối máy tính thì mọi người sẽ cắm hai cổng này nhé, một trong hai cổng này và sử dụng cái bộ kết nối bên em bán cho mọi người. Đấy. Và phần mềm nữa nhé. Quan trọng là phải có phần mềm và mật khẩu để chúng ta cài đặt được. Đây là bộ pin của bên em đang cung cấp này. Đấy, bên em đang sản xuất cái bộ pin này. Đấy, đang bắt đầu bán ra thị trường. Bộ pin này thì bên em sử dụng nói cell là cell 2G loại A. Và BMS là xếp lót đang bán cho các bác đây. Rất nhiều bác mua về độ chế theo ý thích của mình. Đấy, thì hôm nay em cũng hướng dẫn mọi người là chỉnh sửa theo ý thích. Cái mạch này thì nó cũng có cân bằng chủ động sẵn mọi người nhé. Nhưng mà dòng cân bằng của nó chỉ có 250mA thôi. Rất là thấp chứ không phải là cân bằng chủ động 5A đâu. Cân bằng chủ động chỉ có 250mA thôi. Mạch của bên em bán thì nó như thế này. Nó là ngắt nguồn âm nhé. Và có màn hình đây. Đấy. Các bác có thể mua kèm cái mặt này về để chế cũng được này. Đấy. Đây ví dụ như là full bộ như thế này là 3,6 triệu này. Bao gồm có miếng dán màn hình này, công tắc tắt bật này, hai cọc đầu ra này. Đấy và bộ BMS, còn nếu các bác mua BMS không thì giá của bộ BMS này là 3 triệu nhé. Còn full bộ cả cái miếng mặt như thế này nữa. Về mọi người chỉ đấu dây từ đây lên đây, dây từ đây và lên đây này. Đấy, dây màn hình, dây công tắc như thế này thì là 3 triệu 6 cho một cái bộ này. Đấy, bên em thì BMS thì các bác biết rồi. Tất cả sản phẩm mới trước khi đi là đều test ok, hoạt động cài đặt theo ý thích của mọi người, theo cái nhu cầu tư vấn. Đấy, ví dụ như là muốn cài cho pin 230A thì bên em cũng cài sẵn cho mọi người với pin 230A. Đấy, nhưng mà không bảo hành. Tại sao không bảo hành? Bởi vì cái BMS này muốn lắp được thì nó rất là nhiều dây ở đây. Thì cần phải người hiểu biết có cái kỹ thuật thì mới lắp được. Còn nếu như các bác lắp nhầm, cắm vào phát là nó lổ, pép phát là nó cháy. Đấy. Rất nhiều bác trong quá trình lắp là không để ý hoặc vô tình rơi tu vít vào đây là nó cũng cháy. Đây là chính lý do tại sao nhà em lại không bảo hành. Đấy, còn bên em vẫn hỗ trợ sửa chữa mọi người cái này đàng hoàng nhé. Có linh kiện, có đồ để thay và sửa chữa. Trong trường hợp mà nó sửa, có thể sửa được. Có những bác mà làm nó chạm mà nó lổ hết mạch như thế thì bỏ thôi. Đấy, vì nhiều bác lắp cũng là vô ý. Đấy, tất cả xong là các cái điện đóm này đều phải đo. Các cái dây này phải đo điện, các thứ ok xong mới được cắm vào. Nhiều bác đấu nhầm. Đấu nhầm là nó bị lổ mất mấy con trở, mấy con bóng này này. Đấy. Quay trở lại vấn đề chính là em sẽ hướng dẫn mọi người kết nối với cả phần mềm. Ở đây là cái phần mềm sử dụng cho nó là phần mềm BMS Studio. Đây là phiên bản mới nhất, là phiên bản version 1.6.0.13 nhé. Đấy là phiên bản phần mềm mới nhất. Trên giao diện thì nó sẽ hiển thị lên như thế này. Đây, System Monitor đây. Bây giờ em sẽ quay phim cái màn hình của cái máy tính này để cho mọi người quan sát và thao tác cho nó dễ nhé. Đây, em sử dụng phần mềm quay phim này. Đấy. Máy của em thì nó có rất nhiều các loại BMS trên đời. Đấy, nhiều hãng lắm, rất nhiều hãng. Đấy, còn quay trở lại vấn đề chính của các bác đây. Đấy, bác sử dụng cái phần mềm này nhá. Phần mềm này thì bắt buộc các bác phải mua BMS bên em và mua cáp giao tiếp với cả máy tính thì bên em sẽ cung cấp phần mềm. Đấy, còn cung cấp phần mềm và cung cấp mật khẩu để cho mọi người có thể chỉnh sửa được. Còn ở đây thì em sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh sửa, tự chỉnh sửa ở nhà và chỉnh sửa theo ý thích của mình. Rồi, ok, để chỉnh sửa thì chúng ta bắt đầu xem này. Để chỉnh sửa nó đây, giao diện chính là khi mọi người kết nối nhé. Về phần kết nối thì đầu tiên em bấm stop đi. Bấm kết nối thì mọi người chú ý là cổng nó phải đúng cổng com của nó nhé. Ví dụ em cắm USB vào đây là cổng com 8 này. Em chuyển USB sang một cái cổng USB khác trên máy tính thì nó không lên COM 8 nữa mà nó sẽ lên COM 9 này. Đấy, và cái bớt để kết nối là 19.200 nhá. Data bit là 8 và stop bit là 1 và party check là chọn không chọn gì. Đấy.
mọi người chú ý là cái phần kết nối cổng COM này, bus rate của nó là phải chọn như thế này cho em này. Sau khi chọn rồi mọi người bấm start là nó kết nối. Kết nối thì nó sẽ nhận ra dung lượng của bộ pin, nhận ra điện áp của bộ pin và nhận ra các thông số của cái bộ pin lithium của chúng ta. Ở đây thì bắt đầu là để cài đặt các thông số nhé, thì chúng ta có thể nhìn qua ở đây là chúng ta sẽ có là BMSCG này, ở firmware version này và driver name là tên của nó này, hãng sẽ... Ở cái màn hình chính này chúng ta có thể xem được là điện áp của 16 cell pin. Hiện tại các cell pin nó đang lệch nhau có 4 mV thôi. Đây. Độ lệch cell là 4 mV ở cái chỗ này. Đấy, thế nên là nó sẽ không có cân bằng chủ động ở chỗ này. Khi nào nó lệch 10 mV trở lên thì bắt đầu nó sẽ có cân bằng chủ động. Cell cao cell thấp thì nó sẽ hiện ở cái mé ô bên này. Nhiệt độ của cell cao nhất là 29,6 độ C này. Cell có điện áp cao nhất là cell số 2, cell số 10, điện áp là 3292 V. Và cell 13 là điện áp thấp nhất là điện áp là 3,287 V. Độ lệch cell đang là 5 mV. Đấy, total cap tức là dung lượng của bộ pin em đang đặt là 105 Ah này. Đấy, sức khỏe SOH là 100%, dung lượng còn lại là 56,2%. Dung lượng còn lại là 59 Ah đấy, và tính phần trăm thì nó là 56,2%. Đấy là ở cái bảng thứ nhất là mọi người có thể nhìn thấy đây. Ở mé phần này thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là dung lượng này. Đấy, 105 là dung lượng của bộ pin này. Và SOH là 100%, cycle là không time tức là chưa xả lần nào. Nhiệt độ thì có 4 cái cảm biến nhiệt độ đây. Từ cell số 1 đến cell số 4. Đấy là do cho mọi người dán bên trong nhé. Có 4 cái cảm biến nhiệt độ này. Và tiếp theo là power tem. Nhiệt độ của cái mạch là 31,2 và nhiệt độ của bo mạch là 34 và nhiệt độ của FET là 31,2. Ở đây thì có là max discharge current. Dòng sạc tối đa, dòng xả tối đa là 100A. Dòng sạc tối đa là 100A. Dòng sạc, dòng xả này chúng ta có thể chỉnh được nhé. Thì em sẽ chỉ cho mọi người cách chỉnh. Ở trên B giao tiếp với cả biến tần diode thì nó sẽ hiển thị cái dòng sạc và dòng xả này nhé, và điện áp nữa. Tí nữa em sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh như thế nào. Tiếp theo là ở đây chúng ta sẽ có mục parameter. Parameter ở đây thì cột bên tay trái này nó sẽ có tất cả là từ thông số số 1 đến thông số 104. Nó có tất cả 104 mục cài đặt. Mục bên phải này thì sẽ có từ số 1 cho đến số 79, có 79 mục cài đặt. Đấy là hai mục khác nhau. Mục bên tay trái này là basic parameter, còn là cài đặt các cái thông số điện áp, cell pin, nhiệt độ các thứ, cảnh báo quá nọ quá kia. Còn bên tay phải là function switch tức là các chức năng của BMS. Đấy, có tất cả 79 cái chức năng. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có mũi tên đi lên và mũi tên đi xuống. Mũi tên đi lên là đọc cái dữ liệu, còn mũi tên đi xuống hình màu xanh gạch ngang này là download, tức là mình xác nhận cái dữ liệu đó. Đấy, mình ghi và để nhớ lại thì chúng ta bấm vào set parameter. Đầu tiên em sẽ chỉ cho mọi người cách chỉnh nhá, một số chỉnh. Ở đây em không thể dạy hết được tất cả những cái này mà chỉnh một số cái cơ bản cho mọi người mà mọi người hay sử dụng và yêu cầu. Đầu tiên là sẽ chỉnh dung lượng của back pin. Ví dụ như là mạch này của em mặc định nó là đẻ ra nó là 100A. Khi về mọi người sử dụng ở nhà, mọi người sử dụng cho loại pin 150Ah hoặc 230Ah thì chúng ta sẽ chỉnh ở đâu? Mọi người sẽ kéo cái con chuột xuống và chỉnh cho em ở ô số 89 nhá. Ô số 89, 90 và 91. Đây. 89, 90 và 91 này. Đấy. Ví dụ như là total battery capacity này là ô 90, ví dụ mọi người lắp cho pin 230 thì cái xóa cái số 105 này đi, chuyển thành số 230 cho em, chuyển thành số 230 này, sau đó bấm vào cái nút download này. Đấy, nó sẽ lên chữ success như thế này là được. Xong bấm ok, close. Đấy, tiếp theo là battery delay là 59%, lúc mặc định cắm BMS vào nó sẽ là 00. Chúng ta sẽ chỉnh cái số này thành, à đây nó tính là bằng AH 0% nhé. Mọi người có thể tính là chỗ này là, ví dụ như ta dự tính là trong cái bình nó đang có 100 AH thì chúng ta sẽ ghi là 100. Em ở đây em ghi 112 đi. Đấy, 112 AH này, tích vào OK. Còn trên red battery tức là giải ắc quy, giải này chúng ta sẽ chọn bằng cái 230 này nhá, 230 này. Đấy, đây là cái giải dung lượng của nó này. Rồi, đấy, OK, như thế là được.
như thế này thì mọi người quay ra, mà quay ra cái system monitor mọi người sẽ thấy này. Đấy, cái phần total capture nó đang là 230 AH này, và Zilem capture là 112 lúc nãy đã chọn này. Đấy, và nó tính ra dung lượng thì là còn 48,7% dung lượng. SOH lúc này vẫn là 100% nhé. Độ lệch xe vẫn đang là 5mV. Quay trở lại cái vấn đề là chỉnh tiếp các thông số gì. Vừa rồi là đã chỉnh về cái dung lượng của bộ pin. Khi mọi người chỉnh là 230 thì khi lạp vào nó sẽ nhận đủ 230 nhá. Đấy, chứ còn nếu mà lắp 230 mà chỉnh để 100 thì nó chỉ lạp 100 thôi, còn 130 còn lại là nó không lạp nữa đâu. Đấy. Tiếp theo là ô số 92 là standby time. Ở đây là 24 giờ. Mặc định là 48, còn em đang chỉnh nó thành 24, tức là sau 24 giờ là nếu như không có dòng xả, không có dòng lạp thì nó sẽ tự động tắt bộ pin đi. Đấy, nó tắt bộ pin nhé. Ở đây em sẽ chỉnh thành 30 giờ đi. Đấy, xong bấm vào download này. Em đang có khách, em sẽ tạm dừng một chút xíu. Ơi. Rồi, tiếp theo về vấn đề ô số 92 này là standby time nhé. Ở đây em đang chọn là 30, tức là sau 30 tiếng nếu như không là không có tác động gì của pin, không nạp không xả thì nó sẽ tự tắt nguồn. Đó. Nhiều chế độ lắm, nhưng mà nhiều cái đúng ra em cũng không học hết đâu, em không thuộc hết đâu. À, tiếp theo 103 và 104 nhé. 103, 104 là dòng sạc xả hiển thị ở trên phần giao tiếp của biến tần diode hoặc biến tần loop power. Ví dụ ở đây nó đang là 100, tức là khi mà nó hiển thị lên là nó sẽ giao tiếp là lạp 100, max charger là 100 và discharge là 100 ấy, là mình là nó hiển thị ở chỗ này. Ví dụ em muốn nó chỉ sạc tối đa là 50A thì ở chỗ này em sẽ chỉnh thành 50 nhá. Đấy. Ông bấm download này thì ở trên cái máy biến tần ấy nó sẽ hiển thị là chỉ sạc tối đa là 50 và nó sẽ tự động điều chỉnh dòng sạc tối đa là 50. Cái con BMS này của bên em nó là BMS thông minh, thì nó hay một cái là ví dụ như khi pin trên 90% là lập tức nó sẽ hãm dòng sạc, là dòng sạc chỉ còn khoảng dưới 10A thôi, để cho quả pin nó vào điện một cách từ từ. Đấy. Khi tức là quả pin nó đã lạp tới 90%, nó gần lo rồi, thì là cái BMS nó sẽ tự động điều khiển dòng sạc tụt xuống còn khoảng dưới 10%, dưới 10A. Đấy, là để cho cái bộ quả pin nó không được lạp vào nhanh quá. Đấy, khi mà cái này nó chỉ có tác dụng khi chạy ở chế độ giao tiếp nhá. Còn chạy ở chế độ không giao tiếp ý, thì ví dụ mình đặt là sạc 50 thì nó cứ sạc vào 50. Đấy, như thế thì nó sẽ không tốt cho pin. Đấy, đây là những cái dòng BMS đắt tiền thì nó có một cái chức năng như vậy. Tiếp theo là 102, tức là cái điện áp lạp hiển thị khi mà giao tiếp với cả biến tần biến tần diode nhá. Cái này nó trên biến tần diode nó sẽ có điện áp hiển thị. Ở đây là điện áp sạc tối đa là 57,6V. Ở đây thì vì cái này nó phụ thuộc vào lõi cell pin, thế nên là mọi người có thể điều chỉnh theo tùy loại lõi cell pin của mình. Ví dụ em để ở đây là 57.0. Đấy, thì là ở trên cái biến tần layer ấy, nó sẽ hiển thị lên 57.0. Rồi, đấy. Lúc này thì trên layer nó sẽ hiển thị là điện áp lạp tối đa là 57V. Và dòng sạc tối đa là 50A và dòng xả tối đa là 100A. Đấy. Còn những cái này là nó lội trở là bao nhiêu mini ohm này, cái này thì em không hiểu lắm, nhiều chức năng nói thật là cũng chịu thôi. Cái gì em biết em chỉnh được thì em sẽ chỉ cho mọi người. Đây cái phần power supply SOC này. Đây. Ở cái phần SOC là mục số 88 nhé, là SOC Loud Protect. Tức là khi bộ pin nó tụt xuống còn 5% là nó sẽ tự động ngắt điện đầu ra, không ra điện nữa. SOC Protect Recovery, tức là khi pin lên 7% thì biết tiếp tục là đóng phần discharge. Đấy, tức là điện áp là một cái là điện áp ngắt bảo vệ, tức một cái là SOC là bảo vệ và một cái là SOC khôi phục là 7% và bảo vệ là 5%, tức là pin bao giờ người ta cũng để lại 5%. Cái này là nó cũng không được xả đáy, giống như là việc là chúng ta có cái bơm xăng của cái xe máy hoặc là bơm xăng của ô tô, bơm dầu của ô tô, không bao giờ bình xăng bình dầu được cạn hết, nếu cạn hết thì nó có thể cháy cái bơm đó. Và pin lithium này cũng vậy, người ta cũng để lại 5% ở đáy chứ người ta không cho xả hết. Đó là cái BMS thông minh là nó ở cái chỗ đó.
là không bao giờ nó xả hết mà nó sẽ để lại 5%. Và khi khôi phục được là để khi mà sạc vào và lên 7% thì nó sẽ khôi phục cái chế độ xả. Tiếp theo là SOC Low Alarm, tức là 10.0%. Khi mà bộ pin còn 10% thì bắt đầu nó sẽ ra cảnh báo. Cảnh báo ở đây có thể cảnh báo bằng còi, cảnh báo bằng còi hoặc là cảnh báo bằng đèn. Cái mạch này của em hình như không có còi thì phải, không có còi cả nhà nhé. Có pin nhớ nhưng không biết có còi không, hình như không có còi đâu. Và khi nào ắc quy trên 15% thì nó sẽ hết cảnh báo đèn đỏ nhé. Đấy, Power Supply SOC là 96% này. Cái này là 96 này thì em cũng chưa hiểu nó là cái gì luôn, nó cứ là 96 đi. Đấy, phần vôn này, vôn. Phần vôn. Phần nhiệt độ cũng vậy này, nó có nhiệt độ cảnh báo lọ kia. Phần nhiệt độ là bỏ qua nhé. Nhiều chế độ lắm nhưng mà đúng là nhiều cái cũng không biết. Ở đây là cái số 1 là số cảm biến nhiệt độ. Nếu muốn vô hiệu hóa cả 4 cái cảm biến nhiệt độ thì chỗ này đánh số 0, còn mặc định là có 4 cái cảm biến nhiệt độ. À, số cell number, cell ở đây là 16 cell nhé. Còn nếu mà muốn chạy 15 cell thì lại phải có một cái code khác để cho nó chuyển về chế độ 15 cell thì nó sẽ nhận 15 cell. Cái này bác nào muốn mua thì phải đặt trước, bên em sẽ làm cho mọi người nhé. Cái code đấy là không chia sẻ qua internet được, và code đấy phải làm từ bên em. À, cái này là không được, không chia sẻ được. Mọi người có thể chỉnh ở đây nhưng mà nó không thể về được 15 cell đâu. Muốn về 15 cell là phải có một cái file code khác để nạp vào trong cái bộ, trong cái BMS thì là nó sẽ về 15 cell, 15 hoặc 14 cell. Tiếp theo là cái BMS này của bên em thì hiện tại là chỉ sử dụng cho cell 3.2V nhá. Chưa sử dụng được cho cell 3.7V đâu. Nên các bác chú ý là nó chưa dùng được cho cell 3.7 nhá. Battery 2. Rồi, ok, cái phần này tạm thời thế thôi. Chỉ chỉnh một số thông số cơ bản thế thôi. Thế còn bên này, sang bên này đi. Ở bên cái function này, cell 2 alarm này. Đây là các tất cả các chức năng này, on là bật nhá. On là bật hết đây này. Nó có chức năng ví dụ như cảnh báo là điện áp cao này, cảnh báo điện áp thấp này, cảnh báo quá dòng, cảnh báo quá tải gì đấy, rất nhiều các chế độ đây. Đây là nhiệt độ cell này, nhiệt độ cell là nóng quá đang lao hết tinh, tức là nhiệt độ cell thấp quá bị tắt. Changer cousin alarm các thứ này. Nhiều, rất nhiều các cái chế độ bảo vệ ở đây. Output ở đây có chế độ bảo vệ ngắn mạch này. Loud SOC alarm, đây cảnh báo cái 49 này là cảnh báo SOC thấp này. 51 là switch control. Switch control tức là cái công tắc tắt điều khiển ở bên ngoài nếu không sử dụng công tắc. LCD display ở đây tức là mình muốn tắt màn hình này. Ở đây nó có cái lựa chọn là on và off. Off là tắt, không cần hiển thị trên màn hình LCD. Còn muốn bật thì là on, mặc định nữa là on rồi nhá. Đây là cảm biến nhiệt độ bị lỗi là cũng báo này. Cũng bật này. Đây là bàn phím bấm bị lỗi này. Nói chung là rất nhiều món. Rồi, cái trang này coi như xong nhá. Tiếp theo sang switch control này. Switch control ở đây thì sẽ có cái đồng bộ thời gian này với cả máy tính hoặc biến tần. Đây zip này. Thời gian hiện tại này, và đây là bấm vào đồng bộ này. Đấy là nó sẽ đồng bộ nhá. Cái mục là timing record này, cái này là cái gì em cũng không hiểu. Đây là các chức năng, những cái này không xài tới đâu. Azure setting ở đây là nó sẽ cho phép là cài số CG của BMS và số CG của backpin. Đây là CG cả nhà nhé. CG ở đây là chúng ta có thể thay đổi được các thông số bằng cách bấm nút set này.
Ở đây chúng ta sẽ có một cái là PCS setting. PCS là tên và protocol là tên này và PCS control. Ở đây thì nó có giao tiếp can, pylon can, groat can, gateway can, sofa can, SMA can, victron can và studio can này. Đấy, và RS485 thì có dial đây, dial pylon 485 này, pylon 485 và groat victron này. Ở đây thì hiện tại nó chưa, phần mềm của bên em thì nó vẫn chưa cập nhật được cho loop power nhá. Nhưng mà loop power đang chạy cái pylon can này, tức là chạy chung với cả con gì nhỉ, chạy chung với con dial, là chạy cái pylon can. Hôm nào hãng nó cập nhật lốt cho em cái phần mềm này thì em sẽ bảo các bác cập nhật cái firmware mới. Đấy, còn hiện tại là firmware nó chỉ tạm dừng ở cái mức này thôi, chưa làm được cái firmware, tức là chưa cập nhật và chưa sửa được. Đấy. Ví dụ em chọn là đây, chọn dial đây, dial pylon can bấm set này. Mọi người để ý cái bớt này đang là 5.000 nhá. Đấy, nó sang 9.600 chưa? Đấy. PCS nó sẽ là chạy ở cái tần số 9.600 này. À, protocol version 3.5 là chạy cổng giao tiếp RS485. Đây, bấm refresh này. Read time data là kiểm soát thời gian thực này, history là xem có lỗi gì không này. Đây là cập nhật phần mềm từ xa này. Rồi, hôm nay em sẽ đã hướng dẫn mọi người một số cái thông tin cơ bản mà chỉnh cho cái BMS bên em đang cung cấp. Bác nào có nhu cầu sử dụng cái BMS hoặc cần cài đặt các thông số thì liên hệ theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Em xin phép là kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.